Như chúng ta cũng biết thì đối với các dòng Dell XPS được coi là dòng laptop Ultrabook số 1 thế giới không đối thủ, hướng đến đối tượng khách hàng cũng khá là cao. Các anh chị doanh nhân văn phòng lúc mà mới ra thị trường thì với những dòng Dell XPS 15 thì nó rơi vào tầm khoảng 60-70 triệu, khá là chát nha mọi người. Tuy nhiên những năm gần đây thì người dùng Việt Nam chúng ta có cơ hội và sử dụng những chiếc laptop xách tay cũ. Mặc dù đây là những chiếc máy cũ hay là những chiếc máy xách tay nước ngoài về đã qua sử dụng, tuy nhiên là hình thức cũng như là cấu hình hiệu năng vẫn còn đáp ứng rất là tốt. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc Dell XPS 15 7590. Chiếc máy được trang bị cấu hình cũng cực kỳ khủng để chúng ta xài văn phòng hay là đồ họa. Core i7-9750H với 6 x 12 luồng, RAM là 16GB, ổ cứng SSD512. Card đồ họa của nó là GTX 1650 có tốc độ là 4GB, tha hồ chúng ta render hay là chúng ta xài đồ họa, xử lý văn phòng rất là mượt. Một cái điều đặc biệt là ở chiếc máy này được trang bị một cái màn hình 15.6 inch với độ phân giải 4K OLED nha mọi người. Mọi người lưu ý là đây là chiếc máy mà được Dell XPS trang bị cái tấm màn có thể nói rất là đẹp với chiều sâu về màu sắc 500 unit. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm xem nó có đáng tiền ở thời điểm hiện tại hay không. Lanh quanh trong cái mức giá tầm khoảng 17 triệu thì liệu nó có đáp ứng được trong ngắn và dài hạn hay không nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell XPS 15 7590 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell XPS 15 7590 này nha mọi người. Đây là chiếc máy xách tay Mỹ. Hình thức chiếc máy này thì còn rất là mới. Còn rất là mới mọi người. Thiết kế khá là cao cấp. Đây là dòng laptop Ultrabook số 1 thế giới không đối thủ. Nói dòng laptop Ultrabook thì mọi người cũng hỏi là dòng laptop Ultrabook là dòng laptop như thế nào. Thực ra dòng laptop Ultrabook nó có đâu khoảng năm 2014-2013 mọi người. Là chiếc laptop đầu tiên được thiết kế mỏng nhẹ và cái touchpad nó hình như thế này nè. Nó không có còn những cái kiểu mà thiết kế chuột phía bên tay trái, phía bên tay phải nữa. Thì được gọi là dòng laptop Ultrabook. Đại khái như mọi người cứ hiểu là laptop Ultrabook là dòng laptop mỏng nhẹ, thiết kế thời trang cao cấp. Nói vậy đi mọi người. Để mình dùng những cái từ ví dụ như laptop Ultrabook, mọi người không hiểu Ultrabook là cái gì. Thì ở đây được coi là tiên phong một cái dòng laptop mà hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nhân văn phòng. Như mình cũng nói là giá mà lúc mà mới ra thị trường thì nó rơi vào tầm khoảng 60-70 triệu rất là đắt mọi người. Cũng tầm khoảng 3.000 hơn rồi, cũng khoảng 3.000 đô hơn rồi, đâu có rẻ đâu. Thì vẫn một cái thiết kế kiểu ở bên ngoài làm bằng vỏ nhôm nè, màu bạc. Mặt D có chữ XPS cũng bằng nhôm, nhìn rất là cứng cáp. Mặt C bằng phím thì được thiết kế bằng carbon, tráng magie theo kiểu vào dạng vân, nhìn rất là đẹp. Tuy nhiên là với những dòng máy này thì mình cũng dặn mọi người đó, khi mà chúng ta xài mà chúng ta phải có cái khăn ẩm. Tại vì ở Việt Nam chúng ta là khí hậu nóng ẩm này, khi mà chúng ta xài cái mồ hôi tay chúng ta nó bám lên thì nó làm cho cái máy nó bị dơ, lâu ngày nó bị oxy hóa. Cứ một tuần các bạn lau cho mình một lần thôi thì sẽ giữ chiếc máy nó mới và nó không có bị xuống. Nhiều người hỏi là với dòng máy này thì xài được bao lâu. Thực ra thì xài lâu hay không thì nó cũng lệ thuộc vào cái cách mình xài nữa mọi người. Đây là chiếc máy mà đời 2019, đã rớt đời khoảng 4 năm mọi người. Thì liệu chúng ta xài được bao lâu nữa? Tuy nhiên cái ngân sách thì chúng ta cũng phải chấp nhận là hiện bây giờ thì cái ngân sách nó tầm khoảng 16-17 triệu thì nó cũng rất là đáng để chúng ta mua. Vì cấu hình chiếc máy này được trang bị khá là mạnh mọi người. Core i7-9750H với 6 x 12 luồng nè, RAM là 16GB, ổ cứng SSD512. Cái card đồ họa của nó là NVIDIA GeForce GTX 1650. Có tốc độ 4GB, tha hồ chúng ta xử lý đồ họa Photoshop, nè, Corel, nè, Illustrator nè, hay là chúng ta dựng video.
Một cái điều đặc biệt mà chúng ta sẽ thấy rất là ấn tượng ở chiếc máy này đó chính là cái màn hình OLED có độ phân giải 4K mọi người, có chiều sâu rất là tốt, màu sắc rất là đẹp, 500 unit nha, rất là đẹp luôn, rất đẹp mọi người. Thì đây là thông tin của chiếc máy nè. Đây là cái ngày ship day, coi như là ngày kích hoạt December 2019. Mình quay lại một tí nha mọi người, quay sát lại. Location là United States, nghĩa là chiếc máy này sản xuất ở thị trường Mỹ. Expiration date là tháng 12 năm 2020. Đó, có đầy đủ thông tin. Đây là chiếc máy được bảo hành bên Mỹ chỉ một năm thôi, hết hạn bảo hành rồi. Ở đây nó chữ để chữ expire nè. Bây giờ mình thử, mình mở âm thanh lên nghe thử. Rất hay. Vì dòng Dell XPS được coi là dòng laptop cao cấp, dòng Ultrabook, hướng đến đối tượng là doanh nhân văn phòng dành cho sếp, thì đây là dòng máy mà nó nghiêng về giải trí nhiều hơn. Cũng có một cái chiếc máy mà thiết kế giống như thế này thì nó lại có tên là Precision nha mọi người. Giống hoàn toàn, không khác nhau gì hết. Cấu hình cũng y chang nhau, chỉ khác mỗi cái card đồ họa thôi. Thì như mình cũng nói là card RTX thì nó nghiêng về tốc độ, hay là RTX đó. Còn quạt Pro á thì nó nghiêng về chạy bền, dành cho các anh bên lĩnh vực về kỹ thuật, kỹ sư và kỹ giúp sư để render các phần mềm đồ họa. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thử các ứng dụng mình mở lên nè. Rất là nhanh mọi người, chúng ta xài văn phòng thì rất là ok. Chiếc máy này thực ra thì chúng ta bảo quản thì chúng ta xài 5-7 năm là bình thường. Lưu ý là mọi người có cái khăn ẩm á, mình cũng hướng dẫn mọi người rất là nhiều. Chúng ta lau những cái chỗ viền cao su nè, lau toàn bộ cái máy. Đó, lau để chúng ta bảo quản, để mình lấy cái khăn mình lau luôn cho mọi người xem thực tế nha mọi người. Thì chúng ta có cái khăn như nè, lưu ý là khăn không lông. Khăn không lông nha mọi người, không tuyệt đối không lấy khăn giấy lau. Chúng ta dắt cho ráo nước, thiệt là ráo nước, khoảng một tuần thôi. Các bạn lau cho mình một lần, lau như thế này nè mọi người. Lau thoải mái, lúc mà chúng ta mở máy lên đó, chúng ta lau như thế này nè. Lau hết, không có vấn đề gì hết, chúng ta lau. Lau từ trong ra ngoài luôn. Đặc biệt là chúng ta lau hết tất cả các viền nè, lau thiệt là mạnh tay, không vấn đề gì hết á. Và các chỗ viền cao su nè, chúng ta lau. Nhiều người xài ở khí hậu Việt Nam là khí hậu nóng ẩm đó mọi người, cho nên là lâu ngày á, chúng ta không lau thì nó bị cứng, mấy cái viền cao su nó bị chết, nó lão quá thì nó bung hết à. Ai mà xài những dòng đeo thì rất là thấu hiểu về mấy cái chuyện này. Lưu ý mình với mình một cái điều như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái hiệu năng. Thì trên màn hình desktop mình có chép sẵn một cái phần mềm mà Cinebench. Đây là phần mềm mà các bạn mà bên kỹ thuật hay sử dụng. Bây giờ mình cắm sạc vào nè. Với dòng máy này thì cao cấp chắc chắn là sẽ được trang bị nhiều cái option rồi mọi người. Phím thì có đèn nè, thuận tiện làm việc ban đêm. Bàn phím kiểu này thì thiết kế không có bàn phím số nha mọi người. Máy có camera nè, có hỗ trợ vân tay nè, mở máy bằng vân tay rất là tiện. Cấu hình của nó bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm, chúng ta mở phần mềm Cinebench này lên. Lưu ý khi chúng ta xài phần mềm mà nặng hay là phần mềm đồ họa đó thì chúng ta nên cắm sạc nha mọi người. Cắm sạc thì nó mới khai thác được hết cái hiệu năng. Phần mềm này được rất là nhiều bạn bên kỹ thuật hay là các bạn mà rành máy tính đi mua máy hay sử dụng để test cái chỉ số FPS, là cái chỉ số card màn hình đồ họa đó, hay là chỉ số CB thì nó là chỉ số CPU. Bây giờ chúng ta sẽ test cái card màn hình. Ví dụ chiếc máy này được trang bị cái con chip là Core 7 nè, 9750H với 6 x 12 luôn. RAM là 16GB, ổ cứng SSD 512. Card đồ họa của nó là GTX 1650. Tha hồ chúng ta xài Photoshop nè, Corel nè, Illustrator nè, dựng video nè. Còn các phần mềm bên văn phòng thì quá bình thường rồi mọi người. Một điều đặc biệt nữa mình nói, đây là chiếc máy mà được trang bị cái tấm màn 4K rất là sắc nét OLED nha mọi người. Màn OLED đó, rất là đẹp, rất là mê luôn. Với 500 units cho nên là cho một cái hình ảnh màu sắc rất là có chiều sâu. Hình ảnh chúng ta chạy thấy rất là mượt luôn. Chúng ta sẽ có được chỉ số FPS nha mọi người. Chúng ta thấy là chỉ số FPS rất là cao luôn. 106, những chỉ số FPS để chúng ta xài đồ họa mượt là 40 nè, 80 nè, hay là 120 nè, 240 nè. Chỉ số FPS càng cao thì chúng ta sẽ xài đồ họa càng mượt. Lưu ý một cái điều vậy, ví dụ như là chúng ta xài đồ họa thiết kế hay là chơi game
Thì đây là chiếc máy mà đáp ứng được rất là tốt, được đề xuất ở vị trí thứ nhất nè. Bây giờ chúng ta sẽ test chỉ số CB, nghĩa là chỉ số CPU á, với 6 x 12 luôn nè mọi người. Đây là chip H nha, chip H là chip đồ họa. Chiếc máy còn rất là đẹp mọi người, nguyên zin 100%. Tí nữa sau khi trải nghiệm xong thì mình sẽ tháo ra để cho mọi người trải nghiệm khả năng nâng cấp cũng như là thay thế nó có dễ hay không. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ đây là chiếc máy có thể nói rất là đáng mua, rất là đáng mua mọi người. Thật ra thì với dòng máy này thì quá nhiều ưu điểm, công nghệ được trang bị nhiều, cấu hình mạnh, thiết kế đẹp, tầm khoảng 1.7-1.8 mọi người. Cái nhược điểm thì mình nghĩ đây là chiếc máy quá mắc thôi, quá mắc tiền mọi người. Giá tới 3.000 mấy 4.000 đô, 60-70 triệu, khá là đắt. Cho nên là buộc chúng ta phải mua những chiếc laptop mà cũ hay là những chiếc laptop xách tay Mỹ như thế này. Quan trọng nhất mà mình nói là chúng ta phải tìm một cái cửa hàng uy tín, thông qua bạn bè người thân chúng ta tìm hiểu thật là kỹ mọi người, để lỡ như chúng ta mua mà có bị lỗi thì người ta cũng sẽ hỗ trợ cho mình tốt, đổi hoặc là chúng ta thay thế linh kiện cho mình nó nhanh hơn. Để chúng ta ham rẻ, chúng ta lên các trang mạng thương mại điện tử chúng ta mua rất là rẻ, tuy nhiên khi mà về xài, thật ra thì mình cũng gặp rất là nhiều khách hàng mang đến đây sửa. Chỉ số CB thì 600 mấy nè mọi người, cũng khá là cao. Bây giờ mình sẽ set down. Ở nhà laptop bàn trọn đời thì có những cái chính sách mà cũng được rất là nhiều người yêu thích. Ví dụ khi chúng ta mà mua máy á, được bảo hành phần cứng là 6 đến 12 tháng. Phần mềm sẽ được hỗ trợ trọn đời. Trong 30 ngày nếu mà máy bị lỗi phần cứng nha mọi người, mà bên cửa hàng không có máy đổi sẽ hoàn lại tiền. Nghĩa là trong 30 ngày mà khi mà máy chúng ta lỗi thì sẽ đổi luôn máy khác. Đây là một cái chính sách mà được rất là nhiều người thích. Phần mềm vệ sinh máy được hỗ trợ trọn đời luôn, rất là ok nha. Bây giờ mình tháo ra nè, chúng ta thấy chân ốc nó xài ốc qua lục giác nè mọi người. Máy này thì win bản quyền trong lúc mà chúng ta xài á, tại vì mình bán đi tỉnh rất là nhiều, mình cần cài đặt phần mềm hay là muốn hỗ trợ đó thì chúng ta nhắn vào số hotline thì các bạn kỹ thuật, các kỹ sư sẽ kết nối từ xa hỗ trợ cho mình, không cần phải mang vác ở đâu hết. Và có nhiều người cũng hỏi là mua máy xa như thế á, thì bảo hành hay là nó bị hư rồi sao. Thực ra thì máy chính hãng hay là máy chúng ta mua bất kỳ ở chỗ nào, khi mà nó bị lỗi phần cứng mọi người thì buộc chúng ta phải gửi đi rồi. Đây là một cái mà nó rất là thực tế. Tại vì ở nhân laptop bàn trọn đời thì bán rất là nhiều khách tỉnh. Miễn mà máy mà còn mở nguồn được, còn lên được thì ở các anh kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho mình được hết á. Cho nên là mọi người không phải lo lắng về vấn đề này. Ai mà đã theo dõi kênh nhân laptop bàn trọn đời thì chúng ta cũng thấy là mình cũng bán khá là nhiều ở tỉnh. Bán xong rồi người ta giới thiệu cho dòng họ, bạn bè, người ta mua rất là nhiều mọi người. Tại vì cái con máy này thì đã có một anh ở Đắk Nông đã chốt mua rồi. Cho nên là mình mượn, mình làm YouTube luôn để có dữ liệu cho mọi người đi trải nghiệm. Đây, bên trong của chiếc Dell XPS 15 7590. Chiếc máy còn rất là đẹp luôn, còn rất là mới nè mọi người. Hai cái quạt tản nhiệt hai bên nè. Một chiếc máy văn phòng cao cấp, cấu hình mạnh, chip H, cạc đồ họa rồi thì chắc chắn phải được tản nhiệt, phải được tốt rồi. Cục pin tới tận 97 Wh nè mọi người, 97 Wh. RAM hiện tại là 16 GB, chúng ta gắn tối đa được 64 GB nha mọi người, 64 GB, hiện tại 16 rồi. Tuy nhiên chúng ta xài văn phòng thì chúng ta để 16 GB thôi. Ổ cứng SSD là 512, nâng cấp 1T 2T tùy ý chúng ta. Cổng kết nối thì được trang bị hai bên. Như mình cũng nói là mọi người sẽ hiểu vì sao các dòng laptop của HP hay là của Dell hay là của ThinkPad nó bền hơn so với các dòng laptop khác. Vì chúng ta thấy cái mainboard được thiết kế nó rất là to, thì các tụ nó sẽ được làm những cái chức năng nhiệm vụ rất là riêng biệt. Đó là lý do mà nó sẽ ổn định hơn. Còn với những dòng máy ví dụ như đến từ Đài Loan nè, Asus nè, Acer nè, thì các dòng máy đó thì nó rẻ hơn, cùng một cấu hình, cùng một cái kiểu gọi là cùng một cái phân khúc á,
Tuy nhiên là cái hiệu năng của nó chạy thua xa những cái dòng Dell HP nha mọi người. Hai cái loa hai bên nè, mình quay một vòng cho mọi người đi trải nghiệm nè. Chiếc máy còn rất là đẹp, rất là đẹp mọi người. Trong cái mức giá loanh quanh mà 16, 17 triệu thì đây là chiếc máy có thể nó rất là đáng mua. Mình đi trải nghiệm mà rất là kỹ. Còn các vấn đề về thông tin bên lề á, chúng ta lên mạng chúng ta gõ Google thôi thì nó sẽ ra rất là nhiều thông tin. Còn chủ yếu cái video mình là đi trải nghiệm thực tế với cái nhu cầu, cái ngân sách mình đang có thì nó có đáp ứng được trong ngắn và dài hạn hay không, có nên mua hay không, nó có đúng với cái nhu cầu hay không. Rất là nhiều yếu tố, nó trải nghiệm thực tế thì nó ok hơn mọi người. Ok, cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Chiếc máy rất là đẹp mọi người ơi. Mong là với trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về một dòng laptop có thể nói được thiết kế với cái option khá là cao. Vì đây là chiếc máy hướng đến đối tượng khách hàng là doanh nhân văn phòng. Cho nên cấu hình cũng như thiết kế chúng ta thấy rất là đẹp. Và đây là dòng Ultrabook số 1 thế giới nha mọi người. Cạnh tranh với các dòng laptop ví dụ như là MacBook Pro rất là đắt, 60-70 triệu với những cái option cao như thế này. Bạn nào mà cần hỗ trợ hoặc là cần mình tư vấn có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop Bàn Trọn Đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp, những phản hồi và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông để khi mình làm các video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.